là phương pháp giải quyết được khó khăn trong việc xử lý tàn dư thực vật trong điều kiện thời gian giữa hai vụ sản xuất ngắn, tiết kiệm được công cày bừa và giảm chi phí sản xuất, ngăn ngừa diệt trừ mầm mống sâu bệnh cỏ dại, ốc bươu vàng có hiệu quả ngay từ đầu vụ. Việc cung ứng cùng một số loại giống và xử lý hạt giống tập trung xuống giống trong cùng một thời điểm trên một xứ đồng sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong việc chăm sóc, bảo vệ lúa sau này cho đến khi thu hoạch. Kỹ sư Hoàng Minh Long, trạm phó trạm bảo vệ thực vật thành phố Hải Dương có chương trình hướng dẫn kỹ thuật xuống giống và chăm sóc bảo vệ lúa theo mô hình gieo cấy không làm đất đạt hiệu quả cao. Khi mà cái gốc cây lúa nó cao tầm 5-70 cm, thì chúng tôi sẽ phải trèo lay, cũng phải có cán bộ kỹ thuật là hướng dẫn bà con để gieo làm sao cho nó cái đỡ mắc trên cái cây lúa mình đã gieo giống ra trên ruộng khô đấy, thì là nó chuột nó gây hại về hạt giống rất là mạnh, nên đề nghị là trong mô hình bên hợp tác xã phải chủ yếu là độ diệt chuột, làm sao là triển khai cái mô hình này là cho đỡ chuột ăn hạt giống. Trên cái diện tích gieo trồng này thì về cái đối tượng thứ hai nữa là về có cái con ốc bươu vàng. Nhưng theo tôi thì là lên trộn với phân bón. Khi mà sau là khoảng 3-5 ngày bà con mà có rắc phân bón thì bà con nên sử dụng lại thuốc ốc để làm sao trừ thiệt hại về cái giảm về cái giống. Hiệu quả và xử lý hạt giống ấy, thì về cái sản phẩm của thuốc cu dơ đấy thì thực ra là thuốc cu dơ này là nó ngâm ủ giống, làm thứ nhất là cái điều hòa sinh trưởng cho cái hạt giống rất tốt, mà thứ hai là khi mà lúa lên ấy, ở trong mầm mống ấy, là trong giống ấy, là có cái những sâu bệnh hại hay là nhất là cây lấm. Tại vì cái thuốc cu dơ này có hai loại thuốc, là thứ nhất là thuốc về trừ dày, mà có hai loại lấm nữa người ta kết hợp trộn vào đấy là trừ lấm. Và sau khi mà gieo 20-25 ngày thì bà con này không phải lo phải đầu vụ phải phun cái lượng bọ trĩ. Như vậy, việc tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật theo mô hình gieo cấy lúa không làm đất, từ việc phun thuốc xử lý tàn dư thực vật, cỏ dại sau thu hoạch, xử lý hạt giống tập trung, gieo giống đúng kỹ thuật sẽ là tiền đề đảm bảo cho bà con nông dân có được vụ mùa bội thu mà không phải tốn nhiều công sức, chi phí sản xuất giảm, hiệu quả kinh tế cao hơn hẳn so với áp dụng các biện pháp thâm canh truyền thống khác. Mô hình gieo cấy lúa không làm đất đã và đang được bà con nông dân nhiều địa phương lưu tâm và mạnh dạn áp dụng, có xu hướng nhân ra diện rộng trong những vụ sản xuất trong thời gian tới.